Phùng Ngọc Huy hé lộ thời gian về quê nhà, dân tình mong chờ màn đoàn tụ với con gái của Mai Phương. Từ ngày Mai Phương qua đời, việc nuôi dưỡng con gái La Vi, con của cố diễn viên và Phùng Ngọc Huy được dân tình nhắc đến nhiều. Trước những sự đồn đoán của dư luận, Phùng Ngọc Huy cho biết bản thân sẽ cố gắng chăm lo cho bé La Vi tốt nhất trong khả năng của mình. Song thời gian mà Phùng Ngọc Huy trở về đón con vẫn là một dấu bỏ ngỏ. Mới đây, Phùng Ngọc Huy bất ngờ cập nhật dòng trạng thái chia sẻ cụ thể khoảng thời gian trở về quê nhà. Vào tháng 8 sắp tới, nam diễn viên sẽ có mặt tại Việt Nam. Động thái này khiến công chúng vui mừng và mong chờ màn đoàn tụ của hai cha con. Tháng 3 năm 2020, Phùng Ngọc Huy xác nhận sẽ về Việt Nam đón bé La Vi sang Mỹ sống, nhưng bị rời lại cho đến nay. Chia sẻ về sự chậm trễ này, nam diễn viên cho biết bản thân phải chăm chỉ làm việc để có đủ số tiền lo cho con gái có cuộc sống tốt nhất. Trong khoảng thời gian không có ba bên cạnh, mẹ qua đời, bé La Vi được cô bảo mẫu thân cận nuôi dưỡng, bé được chăm sóc chu đáo đầy đủ và theo học tại một trường quốc tế. Về phía Phùng Ngọc Huy, anh vẫn liên lạc đều đặn hỏi thăm tình hình sức khỏe của con dù ở cách xa nhau. Nam diễn viên còn gửi quà tặng cho con gái vào những dịp đặc biệt. Mai Phương, Phùng Ngọc Huy từng có khoảng thời gian bên nhau và có chung bé gái La Vi, con đầu lòng. Mối tình này sau đó rạn nứt trong sự tiếc nuối của công chúng. Phùng Ngọc Huy bất ngờ sang Mỹ định cư.